Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc sẽ không giúp Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên và Nga. Ngày 2 tháng 3, VOA tiếng Việt có bài bình luận: Đối với Trung Quốc, Triều Tiên là một con bài trong ván cờ cạnh tranh với Mỹ. Theo giới phân tích, Bắc Kinh khó có thể giúp Washington phá vỡ hợp tác quân sự giữa Triều Tiên với Nga vì Trung Quốc coi hành động đó là tự hủy hoại chính mình mà củng cố cho các mục tiêu của Mỹ ở châu Á và châu Âu. VOA dẫn lời ông Daniel DeBatrix, một thành viên tại tổ chức các ưu tiên quốc phòng nhận xét, với chính sách của Mỹ ở châu Á và nỗ lực không ngừng của Washington nhằm kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực, Bắc Kinh không có lý do gì để hỗ trợ Mỹ, thậm chí là gián tiếp về một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ, thất bại của Nga ở Ukraine. Đối với Trung Quốc, Triều Tiên không phải là một vấn đề phải giải quyết mà là một quân bài trong cạnh tranh với Washington. Ông Daniel DeBatrix nói, VOA cho biết Hoa Kỳ quay sang Trung Quốc để kiềm chế các hoạt động phi đạn của Triều Tiên, hiện đã mở rộng ra ngoài Đông Á, đến châu Âu, nơi cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã kéo sang năm thứ ba. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn cơ quan an ninh Ukraine ngày 22 tháng 2 cho biết, phi đạn của Triều Tiên đã giết chết và làm bị thương dân thường ở các thành phố Kiev, Donetsk và Kharkiv của Ukraine kể từ tháng 12 năm 2023. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng quan chức cấp cao của họ về Triều Tiên, Chung Park, đã hội đàm với đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên, Lưu Hiểu Minh. VOA dẫn tuyên bố của Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận về hành vi leo thang và gây bất ổn ngày càng tăng của Triều Tiên, cũng như sự hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng với Nga vào ngày 21 tháng 2, thông qua hội nghị trực tuyến. Mỹ nói Triều Tiên đã gửi hơn 10.000 container vũ khí tới Nga kể từ tháng 9 năm 2023, khi Washington công bố gói chế tài nhắm vào Moscow vào ngày 23 tháng 2. Cuộc hội đàm giữa ông Park và ông Hiểu Minh diễn ra sau cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về Triều Tiên với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị an ninh Munich ngày 16 tháng 2. VOA dẫn lời ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington hôm 28 tháng 2 rằng Trung Quốc không có ý định can thiệp vào sự hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền là Triều Tiên và Nga. Ông gọi hai nước này là láng giềng thân thiện của Trung Quốc. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo VOA, Trung Quốc coi Triều Tiên là vùng đệm chống lại Mỹ và các căn cứ quân sự của Mỹ với 28.500 quân ở Hàn Quốc. Trung Quốc đã cung cấp viện trợ kinh tế cho Triều Tiên khi nước này bị trừng phạt nặng nề và bị cô lập từ những năm 1990. VOA dẫn lời ông Robert Manning, một thành viên cấp cao thuộc dự án Đại chiến lược tái lập hình ảnh của Hoa Kỳ tại trung tâm Stimson, cho biết, mặc dù Bắc Kinh rất khó chịu khi mất đòn bẩy trước Bình Nhưỡng, vì Moscow hiện cung cấp các nguồn thực phẩm và nhiên liệu thay thế, nhưng sự mất mát đó được bù đắp bằng những lợi ích mà Bắc Kinh thu được từ sự phụ thuộc của Moscow vào nền tảng kinh tế Trung Quốc. Ông Menin nói, Trung Quốc là phao cứu sinh cho kinh tế của Nga, tăng cường quan hệ, năng lượng, lấp đầy thị trường Nga bằng ô tô và hàng tiêu dùng. Bắc Kinh sẽ không thay đổi lập trường của mình về mối quan hệ Bình Nhưỡng-Moscow vì nước này, nhìn chung, tiếp tục phối hợp phần lớn chính sách đối ngoại của họ với Nga, nơi Bắc Kinh phản đối chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, VOA dẫn lời ông Michael Swain, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quản lý Nhà nước có trách nhiệm Quincy, nói, hợp tác tích cực với Moscow và Bình Nhưỡng để chống lại Mỹ sẽ gây ra những rủi ro nhất định cho Bắc Kinh. Ông Swain cho biết, ngay bây giờ họ muốn duy trì mối quan hệ khả thi với Washington chứ không phải làm xấu đi mối quan hệ đó. Bắc Kinh phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong nước và đòi hỏi một môi trường bên ngoài tương đối ổn định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Trung Quốc sẽ không giúp Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên và Nga. Mô hình đảng trị nhưng tráng men bằng đức trị và pháp trị. Ngày 29 tháng 2, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài bàn thêm về mô hình đảng trị hiện nay. Đây là bài viết phân tích về mô hình chính trị Việt Nam hiện nay. Khi đảng Cộng sản sử dụng lõi đảng trị để cai trị đất nước nhưng lại tráng men bên ngoài bằng cả đức trị và pháp trị. Tác giả cho biết đức trị gắn liền với Nho giáo, đứng đầu là Khổng Tử, còn pháp trị có nguồn gốc từ trường phái Pháp gia Trung Quốc, đứng đầu là Hàn Phi.
Các học thuyết này đã được áp dụng trở thành một phần trong cơ cấu xã hội và lối sống của người dân Trung Quốc và Việt Nam trong suốt nhiều ngàn năm qua, cho nên hiện nay xã hội vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc của nó. Hình ảnh bài trên blog Lê Quốc Quân. Tác giả phân tích về bản chất, học thuyết pháp trị của Hàn Phi đang tiếp tục tham gia vào củng cố quyền uy của chế độ Cộng sản bằng việc làm cho người ta sợ. Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực bằng cách đi giữa Mao và Đặng, nhặt nhạnh kết hợp giữa Pháp gia và Nho gia để xác định tính chính danh lãnh đạo của mình, hầu tạo ra một không gian rộng hơn, quyền lực tuyệt đối hơn. Điều đó vừa đáp ứng được nhu cầu khát khao điều tốt của trường phái Đức Trị, lại vừa tạo ra sợ hãi vừa đủ của những người theo Pháp gia. Bởi vậy, khi các nhà lãnh đạo như Tập Cận Bình hay Nguyễn Phú Trọng lên tiếng nói về Đức Trị, Pháp Trị và cả sự kết hợp hai trường phái trong việc quản trị quốc gia, thì nhận được sự đồng vọng của một số đông dân chúng. Theo tác giả, trong xã hội pháp trị, chuyên chế trung ương tập quyền, thì vua chính là luật pháp. Hàn Phi từng khẳng định mệnh lệnh của vua là quan trọng nhất và pháp luật không thể chu toàn cả công và tư. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng cương lĩnh của đảng là quan trọng nhất, đứng trên cả hiến pháp. Ở Việt Nam và Trung Quốc đang có một ông vua tập thể là bộ chính trị của đảng Cộng sản, tác giả tạm gọi là vua đảng. Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình có mối quan hệ mật thiết do sự tương đồng giữa hai đảng. Đảng làm ra luật pháp, thực hiện luật pháp và giải thích luật pháp, công việc của cả ba nhánh, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tác giả nhắc đến các triết gia, các nhà tư tưởng lớn ở thời kỳ khai sáng như John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Nhờ họ mà cả thế giới dần dần chuyển sang một hình thức phát triển mới. Các cuộc cách mạng cùng chủ nghĩa tư bản ra đời, lật đổ chế độ phong kiến và loài người đã bắt đầu theo đuổi các giá trị tự do, bình đẳng, bác ái với các mô hình quản trị nhà nước tiên tiến. Theo đó, sự thượng tôn của luật pháp dần dần được đề cao, pháp luật đứng trên tất cả và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Tác giả tiếp tục phân tích, trong chế độ Cộng sản, mọi điều luật đều xuất phát từ các nghị quyết của đảng. Những câu chữ trong cương lĩnh, điều lệ hoặc nghị quyết của đảng sẽ được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật, từ hiến pháp, luật, nghị định, thông tư và xuống tận các văn bản hành chính cấp xã. Trong xã hội tự do, luật pháp nương theo luật tự nhiên bắt nguồn từ tuyên bố rõ ràng trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hình ảnh những ông vua đảng Việt Nam. Các quyền đó là quyền tự nhiên của con người, là nền tảng tạo thành các văn bản quan trọng nhất của một quốc gia. Nó ghi nhận nhân phẩm của con người là ngang nhau, bất luận họ là ai và xuất thân như thế nào. Cũng từ đó luật pháp quy định các hành vi ứng xử công bằng. Tác giả cho rằng, trong khi tam quyền phân lập là nguyên tắc cơ bản, là xương sống cho việc tổ chức quyền lực nhà nước tư sản, thì ở chế độ Cộng sản, quyền lực tập trung và thống nhất trong đảng Cộng sản. Đảng đứng ra phân công, phân nhiệm, phối hợp và kiểm soát các nhánh quyền này. Chỉ có đảng mới thực sự là đại diện cho nhà nước, đặt ra pháp luật, thi hành và giải thích luật, loại hoàn toàn vai trò của người dân ra ngoài. Song song với việc ngụy tạo ra một nhà nước của dân, do dân và vì dân, đảng sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, quy hoạch báo chí, đẩy các nhà báo phải tự kiểm duyệt cao độ, lùng bắt và hạn chế tối đa tiếng nói bất đồng trên mọi không gian. Giờ đây khi dõi mắt nhìn một nhóm người co cụm trên tầng cao, một mặt theo Nho gia rao giảng đạo đức, mặt khác dùng pháp gia để xử nhau quyết liệt, còn thần dân thì chỉ biết đứng ngoài cuộc, tiêu khiển qua ngày. Tác giả dự cảm về một tương lai rất nhọc nhằn cho đất mẹ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Mô hình đảng trị nhưng tráng men bằng đức trị và pháp trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d